Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm.vn Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, ôn tập dự tuyển công chức viên chức, các môn kiến thức chung, môn tiếng Anh và môn tin học theo hình thức trắc nghiệm. Học viên có nhu cầu kết nối Zalo hoặc gọi điện cho thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình. 0912 59 56 54, hoặc là 094 30 123 để được hướng dẫn đăng nhập vào vào phần mềm. Phần mềm hình thức trắc nghiệm vn là phần mềm phi lợi nhuận. À, sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được các tin nhắn video bài giảng. À, các bạn xem video, video bài giảng miễn phí trên điện thoại của các bạn. Hôm nay tôi sẽ minh họa cái phương pháp học trên phần mềm hình thức trắc nghiệm vn thông qua à, à, học câu hỏi trắc nghiệm À, theo phương pháp tư duy, à, học cái tài liệu à, quyết định 3637 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về à, chương trình cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030. Thì đây là một tài liệu rất dài, chúng ta phải học như thế nào à, cho nó, nó nắm được à, tốt cái, cái tài liệu này. à, dạ các bạn có thể tải cái tài liệu này à, trên Google sau các bạn lưu về máy tính của các bạn sau đó các bạn mở cái file này lên thì đây là cái file tài liệu à, rất là, là dài à, thì các bạn thấy có thể là à, lên tới vài chục trang thì để học cái tài liệu này các bạn sẽ lướt một lượt các bạn sẽ thấy là cái phương pháp học như thế nào để chúng ta có thể nắm tốt được à, rất là dài các bạn thấy thì đây là một cái tài liệu khá dài và rất nhiều nội dung đó rất nhiều số liệu và cũng cần phải ghi nhớ và rất nhiều nội dung đó các bạn thấy thì phương pháp học như thế nào chúng ta nếu chúng ta chỉ đọc tài liệu không thôi thì kỳ thi chính thức diễn ra chắc chắn là lung túng vì thi trắc nghiệm mà về tài liệu này nếu thi trắc nghiệm mà các bạn chỉ đọc mình tài liệu thì các bạn lung túng thì vì vậy là chúng ta phải học câu hỏi trắc nghiệm để giải quyết à, câu hỏi đó Thì căn cứ vào tài liệu à, mục bao nhiêu à, để chúng ta học Thì chúng ta phân giã cái tài liệu này ra à, Làm à, nhiều câu hỏi trắc nghiệm à, từng ý nhỏ một Thì các bạn sẽ nắm rất tốt Thì sau đây tôi minh họa cái phương pháp học trên phần mềm như sau à, Đối với cửa sổ thì các bạn biết rồi Là thu nhỏ cửa sổ lại Chúng ta chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ nốt điều khiển cửa sổ đây Đối với Windows, nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn, notebook nằm bên tay trái. Chúng ta chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ, nhấn nút trái chuột thì nó thu nhỏ. Chúng ta chỉ mũi tên chuột vào biểu tượng thu nhỏ, nhấn nút trái thì nó lại mở lên. Như vậy, chúng ta đã mở cái tài liệu này lại, à, chúng ta thu nhỏ lại. À, đây là cái kỹ năng sử dụng Windows. À, sau đó chúng ta khởi động trình duyệt trên máy tính hoặc trên điện thoại. Chúng ta gõ cái địa chỉ hình thức trắc nghiệm.vn. À, chú ý là đuôi vn trong xuất hiện cái giao diện như thế này à, có rất nhiều mục ví dụ à, được cấp ký danh ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi à, ví dụ như các bạn được cấp ký danh mục số một à, môn cái thức chung ôn tập dự tuyển công chức thì các bạn để con chó tại mục số 1 à, đối với viên chức à, giáo viên à, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thì ở phía dưới này chúng ta di chuyển con chó xuống dưới và di chuyển lên trên À, các bạn được cấp ký danh mật khẩu ở mục số 1 thì các bạn để con chó tại mục số 1. Để nhầm sang các mục khác thì không đăng nhập được. À, hôm nay thì các bạn được uh, cấp ký danh mật khẩu môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức các bạn để con chó tại mục số 1. Nhấn nút trái chuột liên tiếp 2 lần. Sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu à, mật khẩu thì phải bảo mật. Các người khác biết được mật khẩu của các bạn đăng nhập phần mềm thì bạn không đăng nhập được nữa. Nó giống như kỳ thi chính thức diễn ra đấy. Mỗi một thí sinh là một số mối danh, một mật khẩu của bạn nào bạn vào, à, chúng ta không vào lẫn lộn được. À, cho nên chúng ta phải bí mật cái mật khẩu của mình. Chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm. Thế thì à, vào phần mềm ấy, trên phần mềm còn có các cái file tài liệu, các bạn có thể tải về máy tính cho các bạn thay vì các bạn tải trên Google. À, đối với những cái file mà thầy đã up lên, còn những file chưa up lên thì các bạn tải trên Google sau đó các bạn tìm đến à, câu hỏi trắc nghiệm cho các tài liệu các bạn cần để trong phần mềm có một danh mục hàng trăm à, danh mục câu hỏi trắc nghiệm cho các tài liệu cho các bạn lựa chọn à, các bạn chỉ chọn những cái tài liệu các bạn cần thôi à, các bạn có nhu cầu để nâng cao hiểu biết thêm thì các bạn chọn các tài liệu khác để các bạn học đó. đây là một rừng một kho tàng à, kiến thức rất là nhiều các bạn thấy không đấy? các bạn mà học được hết ở đây thì rất tuyệt vời các bạn chỉ cần những cái tài liệu các bạn mong muốn các bạn học thôi nó giống ăn buffet đấy các bạn chỉ chọn những muốn các bạn yêu thích thôi chúng ta di chuyển con trỏ xuống phía dưới chúng ta các bạn thi tuyển công chức thành phố hồ chí minh thì chúng ta tìm đến cái tài liệu quyết định 3637 này về cải cách hành chính giai đoạn 21 20, 2030 chúng ta nhấn nút trái chuột À, sau đó chúng ta tìm đến cái thực đơn có chữ thực hiện đề thi hoặc bắt đầu làm bài chúng ta nhấn nút trái chuột sau chúng ta chọn chữ start và bắt đầu thì học bao giờ lần đầu thì chúng ta phải nạp dữ liệu vào bộ óc thì sau khi bỏ óc chúng ta có dữ liệu rồi thì học lần sau các bạn tự làm bài được các bạn tự kiểm tra đánh giá kiến thức của mình à, hoặc là các bạn dùng phương pháp tư duy để các bạn làm bài đó thì các các bạn phải chọn nội dung câu hỏi à, rồi. À, rồi sau đó các bạn làm bài thì các bạn được phép chọn một trong bốn phương án a b c d các bạn đọc nội dung câu hỏi phương án đúng là gì là nó có nội dung đúng như trong tài liệu phương án sai là gì nó có nội dung sai với tài liệu và cái nội dung đó có thể không có trong tài liệu thì gọi là phương án sai à, đúng sai còn căn cứ vào câu hỏi nữa để các bạn à, phân biệt đúng sai à, bây giờ Mới học lần đầu, các bạn xem như các bạn đã hoàn thành bài làm thì các bạn chọn finish ở góc tay trái màn hình này đến nộp bài sớm để kết thúc. Các bạn thi thử thì các bạn cũng chọn finish tiếng Anh có nghĩa là hoàn thành đến nộp bài sớm. Chúng ta chọn finish ở góc tay trái màn hình các bạn. Sau đó các bạn à, di chuyển con trỏ đi tìm đến cái thực đơn có chữ nộp bài và kết thúc chữ nộp bài và kết thúc. À, các bạn xác nhận một lần nữa. Thì sau đó à, các bạn đọc hướng dẫn trên nền vàng à, trên cái nền vàng đây là cái nền hướng dẫn các bạn à, và phương án trả lời cho câu hỏi là trên nền vàng thí dụ đây là căn cứ tình huống đặt ra theo cái quyết định 3637 này thì là thì giả thiết chung rồi đâu là trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới của thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn phải soi kỹ là một là cái chữ trọng tâm cái thứ hai là trong 10 năm tới. Đó. Đâu là trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới ở của thành phố Hồ Chí Minh? Thì phương án A, à, phương án B, phương án C, phương án D. Thì phương án A là tổ chức chính quyền đô thị, hoàn thiện chính quyền điện tử, à, chính quyền số, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, đó là phương án A. Phương án B là tất cả các phương án cái loại câu tất cả các phương án thì các bạn phải xét nếu cả ba phương án đều đúng thì lúc đó là tất cả các phương án đều đúng có ít nhất một phương án sai thì chúng ta loại trừ tất cả các phương án phương án c cải cách thủ tục hành chính phương án d cải cách à, tài chính công như vậy là đâu là trọng tâm và các bạn để ý cái chữ trọng tâm à, trong 10 năm tới thì à, phương án đúng ở đây là đọc à, là trên nền vàng trên cái 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 cụm từ share Anshar -E, tổ chức chính quyền đô thị hoàn thiện chính quyền điện tử chính quyền số xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh thì đây là một trong những trọng tâm cải cách hành chính trong 10 năm tới của Thành phố Hồ Chí Minh vì sao phương án này lại đúng thì phần mềm hướng dẫn các bạn căn cứ vào mục hai lớn phần nội dung các bạn kích chuột vào file các bạn kiểm tra phương án như vậy tình huống đặt ra để giải quyết câu hỏi đó các bạn phải căn cứ vào à, mục hai lớn à, trong cái kế hoạch này là một lớn đã, hai lớn là các bạn cứ thế các bạn đọc thì hai lớn này, này hai lớn là nội dung đây phần mềm hướng dẫn các bạn phải đọc nội dung thì trong hai lớn này khi các bạn đọc nội dung để giải quyết câu hỏi này để giải quyết câu hỏi số 3 các bạn căn cứ vào mục hai lớn tức là câu hỏi đâu là trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới của thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là vừa học câu hỏi trắc nghiệm, à, vừa học à, đọc tài liệu là như vậy này. Căn cứ vào mục 2 lớn thì các bạn đọc mục hai lớn để nắm à, mục 2 nội dung mục 2 lớn và vận dụng giải quyết câu hỏi này. Đó, hắn có cơ hắn có cơ sở của nó vẫn là tài liệu mà. Như vậy các bạn đọc hai lớn này. Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn à, nào giai đoạn 2021 2030. À các bạn thấy là chia nhỏ nó ra thì sẽ có câu là cải cách hành chính nhà nước ở giai đoạn nào? Thì các bạn phải nhớ là à, giai đoạn 2021 2030. À của thành phố tập trung vào sáu nội dung. Thì cái giá trị sáu nội dung này các bạn cũng phải ghi nhớ để giải quyết câu hỏi đó có à, có bao nhiêu nội dung thì như vậy là sáu nội dung. Nội dung thứ nhất là cải cách thể chế đó nội dung thứ nhất là cải cách thể chế nội dung thứ hai là cải cách thủ tục hành chính nội dung thứ ba là cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đó các bạn thấy uh, à, nội dung thứ ba nội dung thứ tư là cải cách chế độ công vụ nội dung thứ năm là cải cách tài chính công đó các bạn thấy này nội dung thứ sáu là xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số chúng ta để ý chữ xây dựng và phát triển. Như vậy là à, chính quyền điện tử và chính quyền số thì các bạn chú ý là có 6 nội dung. Đó, trong tài liệu yêu cầu và toàn bộ cái cái tài liệu này thì các bạn thấy đều tập trung vào 6 nội dung. Cho nên tên từng nội dung thì các bạn phải à, nạp dữ liệu vào bộ óc các bạn để các bạn tư duy. 6 cái nội dung này phải nạp vào bộ nhớ À, tên à, tên từng nội dung nội dung thứ nhất là cải cách thể chế đây là cái tên cải cách thể chế thế thì những cái gì là cải cách thể chế cải cách thể chế gồm những cải cách gì cải cách thủ tục hành chính là gồm những à, cải cách gì thì đó là các cái nội dung về sau nhưng mà tên à, các cái nội dung này các bạn phải ghi nhớ vì nó có 6 nội dung thôi ghi nhớ vào bộ óc thì sau đó để các bạn mới hiểu làm À, nội dung câu hỏi trắc nghiệm cho và các các cái nội dung phía sau được. À, đây là cơ bản nhất là sáu nội dung và tên các nội dung à, trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới thì các bạn để ý ở đây có chữ trọng tâm à, luôn luôn ghi nhớ cái chữ trọng tâm à, là ý thứ nhất là cải cách thể chế này là một trọng tâm này nhưng mà trong à, trong cải cách thể chế này, để trong đó tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống tổng thể à tổng thể đó các bạn để ý là hệ thống thể chế là một này. Trong cái 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 ghi nhớ thứ nhất là à, cải cách thể chế. À trong cải cách thể chế thì các bạn phải chú ý trong đó tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Đó thì đây là cái nội dung thứ nhất. Đó, cái nội dung thứ nhất về cải cách thể chế trọng tâm thứ nhất đấy trọng tâm thứ hai xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức chuyên nghiệp gương mẫu có năng lực phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phát triển của thành phố thì đây chính là cái cái nội dung trọng tâm thứ hai nội dung trọng tâm thứ ba là tổ chức chính quyền đô thị hoàn thiện chính phủ chính quyền Điện tử, chính quyền số, xây dựng thành phố trở thành thành phố thông minh. Đó thì các bạn phải để ý là trọng tâm cải cách trong 10 năm tới thì có ba cái nội dung như vậy. Đó, ba nội dung. Thì cái nội dung tổ chức chính quyền đô thị, hoàn thiện chính quyền điện tử, chính quyền số, xây dựng thành phố trở thành thông minh à, là nội dung trọng tâm được thể hiện trong phương án A đây. Đó. À, phương án b là tất cả phương án thì chưa tính đến như vậy là cải cách hành chính công chỉ là cái nội dung cải cách à, tập trung trong 6 cái nội dung còn trọng tâm thì không nêu về cải cách là tài chính công và không à, trọng tâm không nêu về cải cách thủ tục hành chính cho nên chúng ta loại trừ tất cả các phương án và cải cách thủ tục hành chính và cải cách tài chính công à, không nằm trong À, các cái, cái chữ trọng tâm này à, cái Không nằm trong trọng tâm nên Nó chỉ là à, tập trung Một sáu nội dung thôi Cho nên phương án à, C và D Là bị loại trừ Vì ở đây nó đang nhấn mạnh về chữ trọng tâm Thì chỉ thấy các phương án A Là rơi vào à, trọng tâm Cải cách hành chính trong 10 năm tới Đó cái nội dung trong đây à, Như vậy cái nội dung toàn bộ Tập trung vào cái mục hạng hai này các bạn nạp dữ liệu vào box để chúng ta có thể làm hàng loạt các câu hỏi về sau. À, trên giới thiệu với các bạn như vậy à, phương pháp thứ nhất là các bạn phải ghi nhớ các cái nội dung này à, vào bộ nhớ của các bạn à, để chúng ta có thể à, làm các câu hỏi sau, các các câu hỏi trắc nghiệm. À, các bạn có thể tôi giới thiệu với các bạn rồi một nhóm câu hỏi về các cái chỉ tiêu. À các cái nhóm câu hỏi về chỉ tiêu nó rất nhiều chỉ tiêu vì vậy làm thế nào để các bạn nhớ được các chỉ tiêu này à, về các cái mục tiêu cụ thể của cái giai đoạn 2021-2025 thì à, như vậy là về cải cách thể chế thì cũng có rất nhiều nội dung cải cách thủ tục hành chính thì nó có rất nhiều các con số này bao nhiêu phần trăm này đó thì các bạn lại phải ghi nhớ à, vào bộ óc các bạn các con số này để ghi nhớ được các nội dung con số này phải gắn liền với cái cái nội dung ở phía sau. À, thì các bạn có thể suy ra được. Đó. Như vậy là các cái chỉ số này nó cứ tăng dần tăng dần 80 90 rồi 100 hay là 75 toàn các con số khó nhớ. Thì các bạn sẽ áng chừng áng chừng nó rơi vào các cái thủ tục này. Thí dụ như là hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền À, giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử thì các bạn thấy là đây là một cái loại hồ sơ mà đảm bảo được lên 80 phần trăm là quá tốt rồi Đấy, cho nên lên đến 90 là nó là gây bẫy rồi hay 100 phần trăm thì khó đạt được đó thì vì nó liên quan đến nội bộ là liên quan đến cả cấp phường xã cho nên là à, ở dưới cơ sở nó chưa được tốt bằng cho nên mà để đảm bảo cái này đạt 100 phần trăm thì nó không thể xảy ra đó các bạn có thể suy luận như vậy để các bạn có thể ấy, ghi nhớ được các con số này đó nó 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 không thể cao quá nhiều được ví dụ như 70 phần trăm thì quá thấp nhưng mà 90 là quá nhiều chẳng hạn đó cho nên ở đây nó dùng cái mốc giới hạn là trên 80 mà trên 70 thì quá thấp đúng không đó trên 50 trên 60 thì quá thấp mà trên 90 thì quá cao đó cho nên các cái chỉ tiêu này nhiều khi là chúng ta làm trách nhiệm thì chúng ta còn phải suy đoán ở cái phía này à, về các cái công việc, hồ sơ này, các cái chỉ tiêu, quân số như vậy để nhớ được thì cái loại câu này sẽ phân giã nó ra loại câu có một chỉ tiêu, à, một loại câu có hai chỉ tiêu, rồi loại câu có ba chỉ tiêu đó các bạn thấy loại câu có có, à, có ba chỉ tiêu, loại câu có hai chỉ tiêu đó, loại câu có hai chỉ tiêu à, thì chúng ta phải ghi nhớ như thế nào để chúng ta có thể làm được cái loại câu này người ta gọi là loại câu của ấy về định lượng đấy thì các bạn phải à, ghi nhớ vào bộ óc để có dữ liệu thôi à, ví dụ như cái câu loại một chỉ tiêu là chúng ta thấy đây là mục tiêu cụ thể 2021 2025 cải cách thủ tục hành chính Đó, đây là cái, cái cái cải cách thủ tục hành chính trên bao nhiêu phần trăm hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền À, giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện bằng phương thức điện tử. Đó, chúng ta thấy cái nội dung này là hỏi về tỷ lệ phần trăm. Thì phương án A là trên 90%, có chữ trên đây này. Rồi trên 75%, trên 85%, trên 80%. À như vậy đáp án đúng đây là trên 80%. Thì các bạn kích chuột vào file thì chính là cái nội dung à, ở ở đây trên 80%. Đó, căn cứ vào cải cách thủ tục hành chính và chỉ số của cái nội dung này là trên trên 80%. Thế thì các bạn đọc cái nội dung ở đây các bạn thấy như tôi đã phân tích ấy, thì chúng ta ngờ ngợ các phương án nếu chúng ta nhớ chính xác được rồi thì rất tốt nhưng mà trong quá trình chúng ta nhớ chưa chính xác à, chúng ta phân vân thì cái loại thủ tục này các bạn thấy có thể là trên 90% thì quá cao mà trên 75% thì hơi thấp trên 85% cũng, cũng là quá cao cho nên cái nội dung này chắc thì chỉ đảm bảo được trên 80% vì vậy trong bốn phương án này chẳng hạn các bạn thấy là lựa chọn là nếu các bạn mà chưa chắc chắn thì các bạn lại suy luận à, các bạn suy luận theo cái nội dung hỏi ở đây về thủ tục hồ sơ mà giải quyết là phương thức điện tử thì đạt được 90% là quá tốt nhưng mà à, đạt phấn đấu như thế là nó có cao vì thế các bạn thấy rằng là À, chúng ta có thể là trên 80% Đó, thì như vậy Cái phương pháp học Chỉ tiêu ở đây nhiều lắm, làm nào để nhớ được Đó, thì như vậy Cái cái phương pháp tư duy thì các bạn phải gắn Gắn với cái nội dung cụ thể à, Của cái cái, cái, cái chỉ tiêu đặt ra Thí dụ như câu tiếp theo Là loại hai chỉ tiêu này à, Mục tiêu cụ thể 2021-2025 à, Cải cách thủ tục hành chính Trên bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính Có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến à, trong đó tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến từ 30% trở lên thì các bạn để ý đây là có hai phương án à, một phương án có hai giá trị thì cả hai giá trị đều đúng thì nó mới là phương án đúng có ít nhất một giá trị sai thì nó gọi là phương án sai thì đáp án đúng ở đây là 80% 30% thì các bạn kích chuột vào file thì các bạn đọc ở đây để giải quyết câu hỏi này thì căn cứ vào à, trên 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ trên 30% trở lên. Đó, thì nó có hai chỉ tiêu. Như vậy đáp án đúng ở đây là 80. Giá trị thứ nhất là 80, giá trị thứ hai là 30. Và nó không đảo thứ tự được. Cho nên phương án A 80 40 có một giá trị 40 là sai. Phương án B 90 30 có một giá trị 90 là sai. Phương án C 80-30, à, đúng. À, phương án D 30-80, thì hai giá trị này đảo cho phương án C. Thì đây là 80-30, và đáp án đúng là 80-30. Và phương án đúng là có tất cả các giá trị đều đúng. Phương án sai là phương án có ít nhất một giá trị sai. Vì vậy các bạn căn cứ vào hướng dẫn trên nền vàng, để các bạn soi để vào à, cái tài liệu để biết được vì sao nó lại đúng, vì sao nó sai. Như vậy học lần đầu thì các bạn làm như vậy. Rồi phương án à, các cái chỉ tiêu à, là có 3 chỉ tiêu. À, thì tương tự như vậy là cả ba giá trị cùng đúng thì nó mới là phương án đúng. À, có một giá trị sai thì nó là phương án sai. Thì đây là hỏi về ba chỉ tiêu. À, như vậy là năm 2022 số, số hóa kết quả và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị à, sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Thì chúng ta để ý ở đây là cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là theo thứ tự từ cao xuống thấp. Đạt tối thiểu tương ứng là tỉnh là 30%, huyện là 20%, xã là 15%. Thì các bạn để ý là chỉ số đây phải giảm dần. Đó, thì hỏi về cái ý, ý này là ba chỉ số thì các bạn phải ghi nhớ 30 20 15 tương ứng với tỉnh, huyện, xã. Đó, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Thì ở đây các bạn để ý là các bạn duyệt phương án thì các bạn căn cứ vào tình tình huống các phương án gây bẫy để các bạn tư duy đó thì chúng ta để ý ở đây câu hỏi là cấp tỉnh cấp huyện cấp xã vì thế là các bạn phải chú ý để các bạn sẽ lựa chọn được phương án đúng nhiều số liệu thì các bạn có cái cách để ghi nhớ chúng ta muốn về câu hỏi nào đó cho nhanh thì các bạn kích chuột vào ô này nếu các bạn cần thí dụ các bạn cần về ô số 45 các bạn kích chuột vào ô số 45 đó thì các bạn đọc Câu hỏi số 5 ở đây. Nội dung hỏi các bạn là đâu là nội dung thành phố Hồ Chí Minh tập trung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 2030. Phương án A là cả 3 phương án. Phương án B là cải tiến tiền lương, phương án C là cải tiến phương thức làm việc, phương án D là cải cách thể chế thì, thì căn cứ vào hai à, lớn về nội dung thì đây là cải cách thể chế. Các bạn kích chuột vào file à, thì các bạn tìm đến mục 2 hai lớn đó thì mục hai lớn ở đây thì các bạn thấy cái giá trị thứ nhất là cả ba phương án thì các bạn chưa tính đến cải cách tiền lương thì nó không nằm trong sáu nội dung cải cách à, à, cho nên nó là một phương án sai nó không đúng như trong tài liệu này. À, trong tài liệu là tập trung một sáu nội dung đây à, nội dung cải cách thể chế nội dung cải cách thủ tục hành chính vân vân thì như thế là à, phương án A là cả ba phương án bị loại trừ vì các bạn thấy phương án cải cách tiền lương là nó không đúng như các nội dung tập trung cải cách hành chính nhà nước ở giai đoạn 21 mươi cho nên có một phương án sai thì phương cả ba phương án bị loại trừ phương án c cải tiến phương thức làm việc cũng không đúng như mà không không phải là một trong sáu nội dung cho nên phương án đúng ở đây là cải cách thể chế đó các bạn thấy này. phương án b và phương án c đều sai cho nên chỉ còn phương án cải cách thể chế là đúng như à, các cái nội dung sáu nội dung à, tập trung cải cách đó à, các bạn để ý sáu nội dung tập trung cải cách thì là phương án d đó thì à, như vậy là à, các bạn thấy căn cứ vào tài liệu căn cứ vào tình huống đặt ra để phải giải quyết tình huống đó thì căn cứ vào tài liệu thí dụ như câu tiếp theo à, là đâu không phải là nội dung thành phố Hồ Chí Minh tập trung cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030. ở đây câu hỏi của các bạn chú ý là soi vào chữ là đâu không phải à, tức là phương án nào không phải đấy. thì chúng ta thuộc vào dạng câu là à, chúng ta phải tìm ra ba cái phải thì suy ra phương án còn lại sẽ là phương án không phải. phần mềm cũng hướng dẫn các bạn căn cứ vào hai lớn nội dung phương pháp làm là loại câu này là tìm ra ba phương án là nội dung thành phố Hồ Chí Minh tập trung cải cách hành chính giai đoạn 2021 2030. Sau đó các bạn dùng phương pháp loại trừ, trừ ba phương án đi ra thì các bạn suy ra phương án còn lại không phải là nội dung thành phố Hồ Chí Minh tập trung cải cách hành chính giai đoạn 2021 2030. Đó cái phương pháp làm loại câu không phải thì các bạn tìm ra ba cái phải, rồi loại trừ ba cái phải đi thì tìm ra được một cái không phải. Đã áp dụng cái nguyên tắc đó. À, thì các bạn thấy phương án A cải cách thủ tục hành chính là một trong những một trong sáu cái nội dung à, cải cách đó cải cách thủ tục hành chính đây là một trong sáu nội dung à, làm một phương án phải là phương án B cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước à, cũng là một trong sáu cái nội dung à, cải cách à, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cũng là một trong sáu cái nội dung đó Phương án D cải cách thể chế cũng là một trong 6 nội dung cải cách, đây cải cách thể chế. Đó các bạn soi như vậy thì suy phương án A, phương án B, phương án D đều là một trong 6 nội dung à, cải cách thủ tục hành chính. Suy ra phương án còn lại là cải, cải cách tiền lương không phải là nội dung à, không phải là nội dung thành phố Hồ Chí Minh tập trung cải cách hành chính giai đoạn 2021 2020 30. Đó, thì phương án đúng ở đây là à, nội dung không phải chính là cải cách tiền lương. À, phương pháp làm là như vậy này. Chúng ta thay cái giá trị cải cách tiền lương bằng một cái nội dung khác mà không phải là sáu nội dung tập trung cải cách thì chúng ta có một câu hỏi mới. Thì như vậy học giảm một dạng câu này thôi, chúng ta giải quyết được hàng loạt các câu tương tự như vậy. Học một biết mười này. À, các bạn thấy phương pháp tư duy rất tuyệt vời rồi đó. À, các bạn học một biết biết mười đây là cái kinh nghiệm dạy đại học thầy hay dạy cho sinh viên như vậy là phải hiểu nội dung và có phương pháp làm bài thì kỳ thi chính thức diễn ra các bạn ra đề kiểu gì các bạn cũng làm được đó là phương pháp tốt nhất à, các bạn học để có kiến thức vượt qua kỳ thi các bạn học để có kiến thức để các bạn khi trung tuyển các bạn làm việc tốt hơn à, Xin cung cấp thêm thông tin cho các bạn để các bạn nỗ lực cố gắng à, kỳ thi chính thức diễn ra là các bạn phải à, mục tiêu là phải đạt được à, các bạn muốn làm tốt muốn làm đúng thì trước mắt các bạn phải hiểu đúng từ cái hiểu đúng à, các cái tài liệu thì các bạn làm thi hành uh, công vụ các bạn sẽ làm đúng xin giới thiệu thêm với các bạn như vậy đó, thì uh, ví dụ như câu này là minh họa cho uh, cho cái 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 phương pháp tôi vừa trình bày với các bạn đấy các bạn hiểu nội dung là yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh có 6 nội dung cải cách thì các bạn nhớ cái tên đó sau đó vận dụng vào câu này là chúng ta tìm cho ba nội dung sau đó chúng ta trừ ba cái phải ra thì còn một cái không phải đó, các bạn học theo cái phương pháp như vậy này thế còn một cái loại câu nữa là các bạn tìm ra một cái cụm từ đặc trưng để các bạn giải quyết chứ còn ví dụ như là các bạn thấy cái tài liệu này nó rất dài thì các bạn không thể học thuộc được đó, các bạn không thể học, học thuộc được vì trách nghiệm là nó phơi bày hết cái nội dung lên màn hình rồi. Thì các bạn học lần đầu thì các bạn tra tài liệu, các bạn đọc ít nhất một lần tài liệu và làm câu hỏi trắc nghiệm. Thì lần thứ hai là các bạn tự tìm ra được cái cách để các bạn làm bài. Thí dụ như là cái giá trị trong ngoặc kép này nhá, là thực hiện sắp xếp Xét nhập tổ dân phố, khu phố, ấp phù hợp với yêu cầu quản lý tổ chức hoạt động của tổ dân phố, khu phố, ấp là nội dung cải cách nào? là cái giá trị này thì các bạn nhận diện cái giá trị này thuộc vào cải cách à, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tức là cải cách à, à, cải tổ tổ chức bộ máy hành chính nhà nước phương án a phương án b cải cách chế độ công vụ phương án c cải cách à, công tác cải cách thủ tục hành chính phương án d công tác cải cách thể chế thì cái giá trị này thì nằm trong à, nội dung của các cái cải cách nào được nói trong bốn phương án thì các bạn học lần đầu này, thì các bạn phải nạp kiến thức vào bộ, bộ nhớ các bạn thì các bạn đọc tại mục năm lớn này đó. phần mềm hướng dẫn các bạn phương pháp làm loại câu này là các bạn học lần đầu các bạn phải tìm nạp vào bộ nhớ của các bạn sau đó các bạn phải tìm cái cụm từ đặc trưng về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước để các bạn nhận diện ra phương án trả lời cái loại câu này như thế các bạn non các các bạn không phải học thuộc đâu nhá biến phơi bày hết lên trên màn hình này. nội dung câu hỏi phơi bày lên lên màn hình nội dung từng phương án nó hiện lên màn hình đó thì cái đối với cái cái tài liệu này thí dụ các bạn đọc những mục năm lớn các bạn thấy nó rất là dài và rất nhiều nội dung thì làm nào để nhớ được làm nào mà để suy luận à, nếu mà à, kỳ thi chính thức diễn ra mà rơi vào à, loại câu mà rơi vào mục năm lớn này thì các bạn không có phương pháp học thì các bạn khó có thể làm đúng được những câu hỏi rơi vào mục năm lớn này đó thế đấy các bạn thấy thì riêng rơi vào mục năm lớn này thì nó rất nhiều thông tin đó. thì các bạn phải đọc thì thì đây là thầy hướng dẫn cho các bạn cái kinh nghiệm đây là năm lớn này nội dung cụ thể này cải cách một là cải cách công tác cải cách thể chế này, à, thì các bạn đọc ở các điểm A, điểm B, điểm C, ở các bạn đọc một lượt sau các bạn nhận diện tìm những cái cụm từ đặc trưng về thể chế, à, về thể chế đó, thì sau đó là các bạn sẽ tìm ra được phương án trả lời. Đấy, nội dung như thế này thì các bạn làm sao học thuộc như văn thơ được đúng không? Mà các bạn phải hiểu, phải hiểu cái 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 cái, cái... À, ví dụ như đây là xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế để thị trường định hướng sang chủ nghĩa này thì các bạn đọc ở đây các bạn đọc một lần là các bạn phát hiện ra được những cái cụm từ đặc trưng để các bạn nhận diện ra cái nội dung đó chính thuộc về công tác cải cách thể chế ví dụ ở đây các bạn đọc này tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nói đến văn bản quy phạm pháp luật rồi thì nó là nó thuộc thể chế rồi đó các bạn thấy không này anh hoàn thiện các quy định để phát triển các thành phần kinh tế là nó mang tính chất thể chế rồi đó, thế cho nên là các bạn phải đọc các nội dung đây để các bạn toát lên được nó chính là công tác cải cách thể chế đó thì cái phương pháp học là như vậy chứ không phải là mình học thuộc và trên giới thiệu với các bạn là như vậy chúng ta đọc chúng ta phát hiện ra thí dụ như hoàn thiện quy định thu hút đầu tư à, có cái chữ quy định này hoàn thiện à, quy định đầu tư thì nó thuộc vào công tác thể chế à, các bạn phải tìm cái cụm từ như vậy để các bạn à, sau này rơi vào cái dạng câu hỏi về mục năm lớn nội dung cụ thể là các bạn làm được Đó, cái phương pháp học là như vậy thì uh, chúng ta tìm được cái cụm từ tương ứng Đó, uh, như vậy làm nào mà để các bạn uh, ghi nhớ được cái này rất là khó thì cái phương pháp của nó là chỉ có tìm các cái cụm từ tương ứng nó áp vào sáu uh, cái nội dung uh, cải cách uh, thứ hai là công tác cải cách thủ tục hành chính Đó, các bạn áp vào Đó, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính đã nói lên à, cái 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 nội dung này chính là à, tập là công tác cải cách thủ tục hành chính rồi. Đó, các bạn tìm cái cụm từ đặc trưng à, để các bạn nhận diện thì sau này nội dung câu hỏi nó phơi bày lên màn hình rồi. À, các bạn chỉ học đấy các bạn thấy biết thôi. thí dụ ba này công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính. đó thì các bạn thấy là kiện toàn chức năng nhiệm vụ quyền hạn các sở ban ngành của ủy ban nhân dân thành phố thủ đức quận huyện theo quy định của trung ương thì nó đã tốt lên cái nội dung bộ máy à, cái 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 tổ chức bộ máy này đó chúng ta để ý cái bộ máy đó à, là là nó, nó 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 cái nội dung này nó đã tốt lên thuộc vào công tác nào thuộc về công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đó, phương pháp học là như vậy này các bạn học lần đầu thí dụ ở đây thì là thực hiện sắp xếp xét nhập tổ dân phố khu phố ấp à, phù hợp với yêu cầu quản lý và tổ chức hoạt động của tổ dân phố khu phố ấp thì đây là cái nội dung là tốt lên nó là bộ máy đó nó là bộ máy cho nên các bạn thấy nội dung câu hỏi ở đây áp vào đây thực hiện sắp xếp sát nhập tổ dân phố khu phố ấp phù hợp với yêu cầu quản lý và tổ chức hoạt động của tổ dân phố khu phố và ấp là nội dung cải cách nào thì các bạn đoán được ngay là nội dung công tác cải cách cải tổ à, tổ chức của máy hành chính đó chứ không phải cải cách chế độ công vụ chứ không phải cải cách thủ tục hành chính không phải là à, công tác cải à, cách thể chế thì đó đây là một cái dạng câu minh họa cho các bạn là các bạn hiểu nội dung sau đó là các bạn tư duy suy luận nó ra nó thuộc phương án nào đấy phương pháp học là như vậy để tôi minh họa cho các bạn một câu nữa để các bạn thấy là cái phương pháp mà để học À, được cái mục số năm lớn nội dung này thì làm thế nào để làm được câu hỏi thuộc cái dạng này à, thì cái phương pháp là như vậy là kỳ thi chính thức diễn ra mà rơi vào à, câu hỏi mục năm lớn các cái nội dung cụ thể là các bạn sẽ làm được đó thí dụ như các bạn đọc này phát triển hạ tầng internet vạn vật internet học thinh à, iot viết tắt phát triển internet vạn vật internet of thinh phục vụ các ứng dụng nghiệp vụ chuyên ngành trong phát triển khai thác chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh tại thành phố là nội dung à, cụ thể về cải cách nào? thì các bạn đọc đến đây, các bạn đã có kinh nghiệm rồi hạ tầng rồi, thì nó thuộc vào là à, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. các bạn nhận ra được phương án B, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là là phương án đúng để trả lời câu hỏi này chứ không phải là công tác cải cách tài chính công, không phải công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, không phải cải cách à, à, chế độ công vụ, đó rất, rất tuyệt vời đúng không? các bạn học theo cái phương pháp tôi vừa trình bày ở trên là các bạn sẽ làm được các câu hỏi khó ở trong cái mục năm lớn này. Xin giới thiệu với các bạn như vậy để các bạn có thể đọc kích chuột vào file, các bạn tìm đến à, cái cái mục đó các bạn đọc lên một lần để các bạn tìm đây mục số 6 này xây dựng và phát triển chính quyền điện tử chính quyền số các bạn đọc ít nhất một lần trên cho, à, cho thầy là các bạn sẽ nắm được đó à, các bạn thấy đây là phát triển hạ tầng internet này, và vạn vật à, cái chữ mà tôi bôi màu xanh đây à, chính là à, trích ra đến à, hỏi các bạn trong câu hỏi này à, thì các bạn nhận diện cái giá trị trong một kiếp này là nội dung cụ thể về cải cách nào đây à, đây là cái phương pháp học như vậy Xin giới thiệu với các bạn. chứ còn uh, có nhiều bạn cứ đọc lướt, lướt 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 thì không biết là là làm như thế nào khi mà rơi vào câu hỏi này là lung túng ngay, rất lung túng và không là bỏ đấy, à, bỏ câu hỏi này. trong 60 câu 60 phút mà các bạn bỏ câu nào thì ấy, nó nó sẽ thiệt thòi cho các bạn câu đó. là vì 30 câu ba phải làm được ít nhất 30 câu trở lên các bạn mới đạt mà. Đấy, xin giới thiệu với các bạn như vậy. À, các bạn nên đăng nhập vào phần mềm để học các bạn kích chuột mục số 1 lớn này để học mục lại mục này hoặc mục khác. À, các bạn muốn bảo mật cái mật khẩu của mình, các bạn chỉ mũi tên chuột vào à, cái hình người ở góc phải trên cùng màn hình này. Các bạn nhấn nút trái sau đó các bạn chọn chữ thoát là để các bạn bảo mật cái mật khẩu của mình. Như vậy tôi đã trình bày với các bạn xong. cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm cho viên. Các bạn có nhu cầu hãy kết nối Zalo với thầy giáo à, theo một trong hai số hiển thị trên màn hình. À, một lần nữa chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn